Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Không có thành ý gì hết. Tự kiểm điểm lại đi. Hôm nay trước khi trời tối không được đứng dậy. Xin nghe theo đồ Việt đại tướng quân. Đừng xem thường người khác, hãy đợi đấy. Dương Khai, mối thù hôm nay. Ngươi tử, ngoan ngoãn quỳ ở đó. Nếu như còn bất kính với đồ Việt đại tướng quân, bổn cung sẽ dạy dỗ con đấy. Vâng, mẫu hậu. Ngay đến cả mẫu hậu cũng không ủng hộ mình, làm thế nào mà mình báo thù được đây? Đừng xem thường người khác, hãy đợi đấy. Bổn vương, mối thù này bổn vương không báo được rồi. Người ta bảo người tìm đã tìm thấy hay chưa? Xin lỗi công tử, ta không tìm thấy bọn họ. Trong dữ liệu rồi, nếu như các ngươi có thể tìm được, chứng tỏ bọn họ trốn không kỹ. Mặc dù là nói như vậy thôi, nhưng không có tin tức của tiểu mị mị bọn họ cũng khiến cho người khác vẫn thấy lo lắng. Công tử, người của ta nói đại vương huynh quay về phòng ngủ triệu tập một đám người rồi. Trong đó còn hỗn tạp người của vương triều Tử Vân. Bọn họ không lẽ nào muốn đối phó với công tử đấy chứ? Ây không, Trương vô địch bây giờ không dám đối phó với ta. Hắn và vương triều Tử Vân sớm đã cấu kết. Bây giờ hắn đã không còn ưu thế gì cả. Có lẽ là muốn diệt cỏ tận gốc mấy người của vương triều Tử Vân kia thôi. Được rồi, tu luyện của hôm nay đến đây thôi. Ta ra ngoài một chuyến. Sư phụ muốn đi đến nơi bọn họ đánh nhau. Đúng. Đi xem chuyện thú vị. Vương triều Tử Vân ngoài lỗ này cũng đã đến lúc phải đốt lên rồi. Đôn thân vương, không phải đã nói đừng đến tìm ta rồi sao? Đại vương tử, Thanh Tùng là người của vương triều Tử Vân ta. Cái chết của hắn nếu như ngươi không giao ra hung thủ, vương triều Tử Vân chúng ta cũng chỉ có thể tự đến đây tìm. Bổn vương nói rồi, cho ta thêm một chút thời gian. Chúng ta không được đợi, chúng ta không đợi được nữa rồi. Không giao được người ra, bổn tọa sẽ khiến cho vương triều Hạo Nguyệt biết ngươi là kẻ như thế nào. Giết, dám uy hiếp ta, thế thì đi chết đi, lên. Không biết tự lượng sức mình. Trương vô địch, ngươi tưởng ta không nghĩ đến, ngươi sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Để cho ngươi mở mang tầm mắt, bổn vương hấp thu âm dương pháp tắc của 1.000 nữ nhân vừa mới luyện thành. Vốn dĩ là chuẩn bị cho tên đó. Uy lực cũng không tệ, chỉ là tốc độ quá chậm. Sao có thể chứ? Chỉ một chiêu ta lại thua rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi. Nếu như không có mẫu thân của ngươi chống lưng, ngươi cho rằng ngươi ở vương triều Hạo Nguyệt là cái thá gì? Ngươi đâu? Đưa hắn về chỗ thánh thượng trừng phạt. Vâng. Chờ đã, người này ta muốn rồi. Có thể lẻ mặt giữ lại được không? Dương Khai, cứu ta. Bây giờ biết cầu cứu ta rồi sao? Vừa nãy không phải còn nói là chuẩn bị sát chiêu cho ta hay sao? Ta sai rồi. Là ta không đúng. Ngài đại nhân đừng trách tiểu nhân. Hãy tha cho ta một mạng có được hay không? Yên tâm, vô địch hài nhi. Ta nhất định là sẽ cứu con mà. Dám một mình xuất hiện, có lẽ là có chút thực lực. Cùng nhau xông lên giết chết hắn. Giết các ngươi một chiêu là đủ rồi. Đây sao có thể chứ? Phụ vương cũng không mạnh như vậy.